Nguồn tin sau đây cho hay cơ quan thống kê dân số điều chỉnh các hoạt động để bảo đảm mọi người đều được kiểm kê dân số. Khi mà cơ quan thống kê dân số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động của COVID-19 đối với các hoạt động thống kê dân số 2020, thì các hoạt động đang được điều chỉnh để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để đạt được số gia đình tối đa tự trả lời thống kê dân số 2020. Tính cho tới ngày hôm nay thì có gần 64% gia đình trả lời của thống kê dân số 2020. Người dân vẫn có thể trả lời qua trực tuyến hoặc là qua điện thoại hoặc là qua thư từ mà không cần gặp nhân viên thống kê. Để tăng cường khả năng trong việc gửi nhân viên thống kê tới các gia đình, thì cơ quan thống kê dân số cũng đang đào tạo những nhân viên thống kê để liên lạc với các gia đình qua điện thoại. Sử dụng những thông tin có sẵn từ cơ quan thống kê dân số và những dữ kiện thu được từ nơi khác. Cơ quan thống kê dân số có một danh sách để quý vị có thể liên lạc qua điện thoại, mặt bàn cũng như là điện thoại di động của các ngôi nhà trong danh sách địa chỉ. Và để khuyến khích nhiều thêm các gia đình tự trả lời cho cuộc thống kê dân số 2020, thì cơ quan thống kê dân số đang liên lạc với các gia đình chưa trả lời hoặc là đáp ứng bằng cách gửi một bản câu hỏi để bổ túc trên giấy tờ đến một số các gia đình vẫn chưa trả lời, cũng như là gửi email cho các gia đình ở các khu vực có tỷ lệ đáp ứng thấp.